ngát hồ điệp luôn mọi người. Đây hồ điệp mini đẹp dã man luôn này. Ngút ngàn luôn. Các bạn hồ điệp này chơi lâu rồi nhỉ? Con này có phải 3-4 tháng nhỉ? 3 tháng. Mà nó đầy nụ này mà. Đa phần thì mình chỉ thấy màu trắng này, màu vàng với cả màu kia, màu tím, màu hồng này. Đây, màu tím này, đây màu hồng. Vạt ngàn luôn. Đây là bên này là ô hồ điệp tiểu, nhỏ hơn một xíu. Còn bên kia hồ điệp khủng long các bạn, bông nó to hơn hẳn. Đây. Tất nhiên là mỗi người thích loại. Bé có cái đẹp của bé. Màu sắc thì cũng là vàng này, tím này, hồng này, trắng này. À, có cả màu sọc ấy, cái kiểu ở đây, cái kiểu này này. Đấy. Và có cả cái kiểu ở đây, kiểu như là chớp chớp. Đấy. Chớp chớp. Các bạn thấy này, ở đây nhiệt độ này, đấy, nhiệt độ và độ ẩm bắt đầu duy trì này. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Cứ gọi là bắn ngát luôn. Đây. Kia. Người ta đang chọn hoa để người ta ghép cho khách này. Tôi thích cái màu vàng kìa, màu vàng chanh kìa, màu vàng chanh và màu hồng này với cả màu tím, nhìn nó rực rỡ. Nhiều ly phục vụ Tết luôn các bạn. Đây. Rất nhiều luôn. Đây. Đấy. Bạt ngàn luôn. Ở đây có ly này, thằng này là ly này. Tít 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 ở kia này. Đấy, ly này. À, bên này là dơn này. À, bên dưới kia là đồng tiền. Đấy. Đây. Tại mình đang ở bên đất Nam Phong các bạn ạ. Ở cái chỗ vườn hồ điệp đây, một cái nhà kín hồ điệp này mà mình vừa quay cho mọi người đấy. Còn đây là bên ngoài. Bên này đây là đi đây. Anh em có thể tới tham quan và mua cái loại mình cần nhá. Đấy. Bên này rất là rộng. Đấy. Ly thì mình thấy là chậu là toàn 5 cây này, chậu 5 cây. Chậu 5 cây, còn bông thì mỗi cây thì chắc là đôi 4, 6, khoảng 8 bông. Vậy.